Rồi hello, chào mừng quý anh chị đã trở lại với kênh Mỹ Mô Tô của em nha. Hôm nay thì em có mặt tại Bình Dương, cửa hàng xe mới nha anh chị các bạn. Hôm nay thì bên cửa hàng có lên các cái màu mới của dòng Vario nè anh chị, phiên bản 2024 đó, với lại là Vision nè. Có lên những màu sơn với lại lên những cái đèn rất là đẹp luôn. Và giá cuối tháng 10 cũng như là đầu tháng 11 nè, như thế nào thì mình sẽ cùng với Liên sẽ cập nhật chi tiết cho anh chị các bạn mình nha. Rồi chào Liên. Rồi chào anh nha, chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay Liên sẽ cập nhật cho cả nhà cái dòng xe Taiga Vario cũng như là Vision này. Và đặc biệt hôm nay bên Liên vừa lên sơn 3D còn vừa độ đèn nữa, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó, và Liên sẽ báo giá cho cả nhà mình luôn. Và đồng thời nữa, cái dòng xe này thì hiện tại cửa hàng Liên sẽ hỗ trợ là mua gốc, không cần chạy trước cái dòng xe này nhá. Còn nếu anh chị em mình mà có tầm cỡ 2 triệu 3 triệu thì mình cũng cứ mang thêm thôi. Tuy nhiên nếu mà mình chưa có lương thì Liên vẫn sẽ hỗ trợ không chạy trước cho mình. Mình ring xe và ring những cái lên đèn phụ kiện như thế này luôn. Đây thì Liên đi từ đây trước đi nha. Đây là dòng Vario 125 trước đi. Màu sơn 3D Liên pha trộn là giữa màu đen và màu trắng các cả nhà. Một chỗ trước mình thấy được là 50-50, nửa đen nửa trắng này, rất là đẹp luôn nè. Đó. Vario 125 phiên bản 2024 này thì nó sẽ có đủ là khóa chìa và khóa smart key luôn, cho anh em mình thoải mái lựa chọn nhá. Đó. Ở đây nữa Liên có màu xanh nè. Màu xanh này Liên lên đèn LED Audi nha cả nhà. Mình thấy đó. Đèn Audi nó sẽ có rất là nhiều màu luôn. Lúc màu xanh, màu đỏ, màu tím thì nó rất là nhiều màu, nó sẽ thay đổi liên tục cả nhà. Màu này đặc biệt nếu mà mình đi ban đêm á, là thấy đèn LED như thế này lên thì cực ngầu luôn, cực ngầu, cực đẹp luôn nha cả nhà. Em đẹp thế này có màu tính thẩm mỹ rất là cao luôn ha. Cái màu xanh này dạ, anh thấy là giống giống như cái màu xanh của cái dòng nào ta? SH à. SH phiên bản nhập với em. Đúng rồi, ý. Quá đẹp luôn các bạn ơi, anh chị mình. Đúng rồi. Cái SH ý bây giờ 2024 nó bây giờ nó có một cái màu là giống như kiểu màu mình gọi là màu cẩm thạch đấy, mà là màu cẩm thạch. Đó, thì em này thì em đang sơn theo cái màu đó, tuy nhiên là nó sẽ nó thiên về xanh lá hơn một chút anh. Kiểu nó không thực là trong, tức là màu xanh cẩm thạch thì nó hơi trong hơn so với màu này, nhưng tuy nhiên em lên cũng lấy cảm hứng một phần là từ viền phiên bản SH ý 2024 màu mới luôn, màu xanh cẩm thạch các cả nhà. Pha thêm màu đen các bạn. Trong xe màu rất đen là luôn, mạnh mẽ ha. Dạ. Về giá cả của em Vario 125 thì hiện tại em lên đang bán là 38.600.000 là phiên bản màu zin, màu sơn 3D thì thêm 2 triệu tiền sơn giúp em nhé. Mình mà tới cửa hàng mua xe thì có liên hệ trước với Liên thì Liên sẽ giảm giá trực tiếp vào giá xe cho mình là 2 triệu đồng nha cả nhà. Đó, ở đây thì Liên có được em màu hồng này, màu hồng này là hồng phấn này. Màu hồng phấn lên đèn rất là đẹp luôn cả nhà. Đó. Xe thì em lên bất kỳ phiên bản thôi, anh cho mình nhà mình xem màu thôi nhé. Tuy nhiên bởi vì là xe này có xe lên từ phiên bản là khóa chìa đó, có xe thì lên từ phiên bản là khóa smart key. Nên chị em mình mà thích phiên bản nào thì Liên cũng có cho mình. Liên chỉ yếu như quay màu cho cả nhà mình coi thôi, còn mình ưng cái phiên bản nào thì cũng được, Liên cũng có nhé. Như màu đen nè, màu đen với đỏ lên pha trộn với nhau kết hợp đen đỏ cực kỳ là đẹp luôn cả nhà, đẹp ngầu này. Đó. Màu này đang khá là hot nha cả nhà, kể cả Vision cũng vậy luôn. Vision và em Vario này, hai cái màu đen đỏ bây giờ là màu đang rất là hot luôn, và khách hàng bên Liên ring màu này rất là nhiều luôn nhé. Rồi Vision này thì lên ở phía trước lên một cái đèn cả nhà, mình thấy nó rất là đẹp luôn cả nhà. Đây gọi là đèn bi cầu nhé, bi cầu kết hợp luôn xung quanh lên led này, led lên bi cầu, led Audi bi cầu luôn này, cực kỳ đẹp luôn. Cái đèn ở phía sau là mình cũng có lên luôn phải không em? Có, em lên cả trước cả sau luôn. Rất là đẹp các bạn. Dạ, đây hàng xếp sẵn thì em trưng được mỗi phía trước thôi, phía sau thì em không có lên, mình coi được thì em lên phía trước thôi. Vision thì hiện tại giá cả bên em bán cũng khá là êm luôn, 31.800.000 là mình ring em xe này rồi nha. Tới cửa hàng mua xe mà alo trước cho em thì em sẽ giảm cho mình trực tiếp là 2 triệu. Ngoài ra những cái phụ kiện mà em lên như thế này nè, đèn nè, hay là tất cả phụ kiện của xe, không chỉ riêng dòng này đâu mà tất cả những dòng xe khác, khi mình gắn lên thì Liên sẽ giảm cho mình từ 10% đến 70% những món phụ kiện mình lên thêm nha. Đó là đèn nha các bạn mình có ưng cái màu nào hoặc là dòng xe nào mình nhanh liên hệ qua số trên hình nha, cũng như là anh chị các bạn mình fan những cái dòng xe Taiga này thì nhớ cho Liên một like nha anh chị, và chia sẻ video giúp em ha, đừng quên đăng ký kênh để Liên tục cập nhật những video mới nha anh chị, cũng như là giá xe mới nhất ha. Còn những các màu còn lại các em quay cho anh chị các bạn mình xem luôn em. Về dòng Taiga thì bên Liên lên nhiều màu lắm cả nhà ơi, hiện tại là trong showroom cửa hàng Liên trưng lên được cả mấy chục màu đó, tuy nhiên ở bên kho cửa hàng Liên còn có rất là nhiều màu nữa thì màu riêng đó ha. Đúng rồi, màu zin, màu sơn cũng vậy luôn, bên Liên sơn rất là nhiều. Về màu zin thì tất nhiên rồi, bên Liên đã có màu sơn rồi thì tất cả những cái màu sơn 3D, màu zin cửa hàng Liên bên nhà máy có những màu nào thì Liên có đầy đủ hết. Đó. Ngoài ra thì những màu sơn bên Liên sơn thêm này, những cái màu rất độc lạ như này nè, màu này cực kỳ độc lạ luôn cả nhà. Liên sơn cũng thiên về kiểu cho anh hỏi cái này nữa, em nhắc độc lạ anh mới nhớ là nhiều anh chị mình có thắc mắc là những cái màu sơn bên mình đó thì khi mà anh chị mình mua về giấy tờ đó thì lưu thông trên đường thì sao em? Rất là hợp lệ luôn anh, hợp lệ. Tức là bây giờ mình mua xe bên em, mình mua ví dụ như là màu xanh đen chẳng hạn, hoặc là màu đen cam chẳng hạn, thì em Liên sẽ đổi màu cà vẹt là đúng cái màu xe mình chạy luôn.
Đó, tức là bên Liên bán xe màu nào nên sẽ đổi màu cà vẹt đúng màu đó, nên mình yên tâm vấn đề lưu thông ngoài đường nha. Mình cứ thoải mái đi, thích màu độ ok, rinh màu độ đó cả nhà. Liên sẽ đổi màu cà vẹt đúng màu cho mình yên tâm nha. Bên mình còn ship xe không em? Dạ có, anh em vẫn hỗ trợ ship xe toàn quốc nếu điều kiện là mình mua tiền mặt nhé. Mua tiền mặt thì Liên sẽ ship về tận nơi cho mình. Mà khi mà mình muốn liên hệ mua xe mà mua ship bắt ship xe đó thì mình nhớ liên hệ vào đúng số Zalo chính chủ của em Liên luôn nhé, là 0985 794 100 để ở dưới màn hình đó. Liên hệ đúng số Zalo chính chủ của Liên để Liên tư vấn kỹ cho mình về cái phần ship xe như vậy nha. Đó, về dòng xe thì Liên cũng sẽ hỗ trợ góp và tiền mặt luôn đó. Anh chị em mình mà thắc mắc mình muốn mua góp như thế nào đấy thì mình cứ liên hệ trực tiếp với Liên, thì Liên sẽ tư vấn cho mình về khoản góp cho mình luôn nhé. Bên Liên thì hiện tại sẽ có liên kết với 6 ngân hàng luôn cả nhà. 6 ngân hàng hỗ trợ cho mình luôn, và sẽ có số tháng góp dao động là từ 6 tháng đến 36 tháng cho anh chị em mình thoải mái mình lựa chọn vừa ngân hàng vừa số tiền đóng phù hợp với mình luôn nhé. Mình màu sắc rất là nhiều, lên lướt cho cả nhà mình coi này, rất là nhiều màu sắc đẹp luôn. Như anh thấy là như có cờ lít đó hay em? Không đúng có rồi. Cái tay thỏ đây, đây là hả? Em này là em Liên xuống áo click nha cả nhà. Đây là Vario 125, tuy nhiên em Liên xuống áo click. Đó, xuống áo click nhìn giống như click không anh? Nhìn không? Đây là Liên đang xuống áo nhé. Đúng đây rồi. Click như còn đây, đây mới là click cả nhà. Đây click Thái nè. Đây, em Liên để hai em này click Thái đây. Đó, click Thái. Thái thì em có phiên bản bánh mâm và bánh căm luôn nha. 125 nha cả nhà. Em Liên đã có bản 125 phân khối nha. Bánh mâm và bánh căm luôn. Bánh căm là zin theo xe hay sao em? Đúng rồi anh. Nó sẽ có rủ căm và mâm zin theo xe luôn. Đó. Rồi dòng xe này thì đây là những màu sơn 3D. Bên trên bên dưới bên Liên còn rất là nhiều màu sắc nữa, thì anh chị em mình quan tâm những màu xe cửa hàng Liên thì liên hệ trực tiếp với Liên đi, Liên gửi màu gửi mẫu cho mình tham khảo nhé. Bây giờ bởi vì trong video này thì xe Liên để sát nhau á nên là không thể quay rõ từng chi tiết từng em xe bên hông xe được. Anh chị em mình quan tâm thì liên hệ với Liên để Liên gửi rõ từng con xe cho mình tham khảo. Và ngoài những cái màu này ra thì cửa hàng Liên còn rất là nhiều màu khác nữa, hoặc anh chị em mình muốn bên Liên độ màu theo nhu cầu thì Liên sẽ hỗ trợ là độ theo nhu cầu của mình nhé. Và ngoài dòng Vario 125 bên Liên còn hỗ trợ rất là nhiều dòng xe không chạy trước khác, như là có dòng xe Winner này, xe Sirius của em pha xe số, chung là rất nhiều voucher nữa. Đó, rất nhiều dòng xe không chạy trước, AB cũng có luôn. Và những dòng xe tay côn khác rất là đẹp luôn, như là Exciter đó, xe Kia Sonic, Moto Liên cũng có luôn, đầy đủ tất cả dòng xe, Way Thái cũng có luôn nha cả nhà. Anh chị em mình quan tâm hay bạn bè người thân muốn mua xe thì cứ dẫn tới cửa hàng đi. Liên sẽ ngoài giảm giá xe cho mình thì Liên còn gửi cho mình tiền hoa hồng từ 500 đến 1 triệu đồng cho khách hàng vì dẫn khách tới mua xe nhé. Đó, mình cần Liên tư vấn kỹ hơn thì Liên sẽ trực tiếp vào số Zalo để bên dưới nhé. Cảm ơn cả nhà. Máy em ai gọi được.